Ok, xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn cùng nhau từ cả Stick Legacy. Thì trước khi bắt đầu giao, các bạn để cho mình like, share, đăng ký nha. Ok, bạn ơi. Được rồi, giờ chúng ta sẽ vào chơi này. Được rồi, chúng ta... fuck you. Mà cay thế nhờ. Mình mở lại đúng một lần nữa. Không thì clip rồi sẽ kết thúc. Thôi mình đùa thôi, qua đây không có chuyện. Clip này nó kết thúc đâu. Được rồi, từ từ chờ con này. Nào anh em tin tưởng mình nhá này. Thôi à, mình skip. Đây con ơi xem nào. Đấy vào được ngay, vào được ngay. Rồi lần này nó sẽ thử con dừng con nào đấy ta. Con đá vãng ấy. Con ngày xưa tạo ra Zoo 123 bây giờ. Ok chưa. Ok, bởi vì đá vàng mình không biết con nào phù hợp hơn. Mình sẽ tặng cho quả tượng giờ kinh vàng hợp lý đấy. Chơi thôi, let's go. Quy cực khó. Ok. Thế nên là con này. Rồi chúng ta sẽ đầu tiên là cho đấu. Đầu tiên mình sẽ cho đấu với bọn này. Mình không ấy hết nhá. Anh em nên nhớ, mình không hề chơi trích cơ đỏ hay là gì hết cả. Mình chỉ chơi như này thôi. Mình chơi đúng như bình thường luôn anh em nhá. Đây, mình chơi đúng như bình thường. À từ từ để mình giảm nhỏ tiếng của mình đi anh em ơi. Ok chưa? Được rồi. Mình chơi đúng như này thôi, mình check clip âm thanh của như nào các bạn ơi. Ok được rồi, âm thanh ổn đấy. Xem nào. Ok chưa? Ok chưa? Được rồi con ơi, được rồi con ơi. Đâu rồi? Từ từ con ơi. À đây rồi. Ơ, mẹ. Đấy con thấy chưa? Rồi. Nó sẽ mua tiếp này. Đây, 4 con này. Ok chưa? Ok chưa? Rồi mình sẽ mua này. Đấy, được rồi con ơi. Xem nào, đây mua luôn, mua thêm 6 con nữa để xem liệu mình có thắng được không bạn nhá. Liệu mình có thắng được con này không? Liệu mình có thắng được con này không? Chưa chắc là win bạn ạ. À. Ok chưa? Mình có thắng được con này không thì mình không biết con ơi, bởi vì con này khá khỏe. Đấy, nó là kiếm mà. Mình chỉ là đào vàng thôi, nhưng mà liệu có thắng được không anh em nhá. Ở đây chỉ là một cái mẹo các bạn để cho các bạn nào chơi đi màu này đỡ thì mua kiếm mua cúng, cứ mua mỗi con đào vàng thôi. Sợ ba mỗi con đào vàng nên người quan tâm. Đấy, nếu như mà thắng rồi còn thua thì không biết bạn nhá. Đấy thua thì mình không biết. Ok chờ. Được rồi con ơi, xem nào teo teo. Ui chết rồi anh em ơi, tốc độ này hơi kém rồi. Tăng tốc độ lên xem nào. Kẻ địch công lên chưa? Ủa rồi, kẻ địch công lên rồi. Chiến luôn anh em. Chiến luôn này. Ok chưa, nhưng mà liệu có thắng được không thì mình không biết. Ôi mèo thắng anh em nhá. Ok chưa. Như vậy anh em rút ra kinh nghiệm, đó chính là đừng có sử dụng đào vàng đánh nhau với kiếm. Và hay như mình, đó chính là chờ 100 con đào vàng để hạ được một đống con kiếm thôi anh em ơi. Cực kỳ đơn giản. Đấy anh em chỉ cần chờ một đống con đào vàng này, bật bút này lên này, thì anh em sẽ dễ dàng hạ một đám kiếm như này, rất là easy luôn. Đấy, anh em hãy thử hành nhá. Đấy, mình đã thử và thành công. Anh em thì sao? Còn anh em thì sao? Ok chưa? Mình đã thử và thành công rồi nhá. Từng. Ok rồi. Easy. Ok chưa, con ơi. Được rồi, con ơi. Tiếp tục này. Đấy, rồi. E giết ngay. Tiếp theo sẽ là chọn bàn nào đây? Đây chọn thử bàn này đi, chọn bàn băng đi con ơi. Đấy con ơi, là tiếp tục này. Rồi. Ô chết rồi, mình chưa đổi skin. Mình chưa đổi skin thôi, sao mình cứ chơi bừa đi con ơi. Ok chưa. Mình cứ chơi bừa đi, cái gì phải sợ chứ đúng không? Đâu rồi, 100 con đào vàng. Ôi đào vàng bị cái nó không xếp kiểu này, nó xếp thành dàn hàng dài cơ. Ok giờ. Ok, 100 con đào vàng. Bởi vì là nếu mà để không vậy khá là chán. Mình sẽ cho team bạn là ra leader à. Cho đấu với cả zombie chết rồi, mình quên mất con zombie tên là gì rồi. Ra Stone, con ơi. Đây rồi, ra Stone xong. Mình vừa nói xong nhưng mà tự dưng quên mất. Đây. Liệu chúng ta có win được ra Stone? Ok, chờ 1000 con đào vàng với S ra Stone. Hui win, con ơi. Ok chưa? Ai biết là kẻ chiến thắng đây? Ok. Được rồi, con ơi.
ok chưa đấy, EZ ngay là solo cũng đây, solo ôi rồi, solo kill rồi anh em ơi, what the hell, solo kill rồi con ơi, quá là EZ luôn. Liệu có win anh em, liệu có win không đây, ok chưa, mình không biết có win được không con ơi, chúng ta phải thử mới biết được, nhìn đây, ok chưa được rồi đấy con ơi, xem nào, mày nhờn. Uầy, không win được luôn anh em ạ. Bao nhiêu con như thế không win được con ạ. Quá yếu. Ui giời ơi, và mình băng cú game rồi. Cuối cùng thì con ơi, oh, what the hell. Phải nói thật là mình thoát ra 3-4 lần mình mới có vào được đấy các bạn ạ. Nó toàn bị lag thôi. Ok chưa. Thôi sao, chúng ta sẽ tiếp này. Nó sẽ đối đầu với cả bàn 2 đi. Bàn 2 hình như là bọn thần dô con ơi, ok chưa, mình cho team bạn này Flash Bull này, Ultimate Gold này đấy, ok chưa, cho thêm Ultimate Bill Bò vào đấy, uy tín luôn, ok chưa, này xem nào, thôi anh em ơi, được rồi, mình tắt Ultimate Bill Bò của nó nhiều rồi đấy anh em ạ. Mình thấy cái kia mình ấy xú rồi, mình thấy mình không ăn được rồi các bạn ạ, đấy mình nhìn thì mình thấy mình không ăn được rồi đấy con ơi, ok chưa Được rồi, con ơi, xem nào. What the hell. Ok, con ơi. Xem nào. Chết anh em ơi. Chơi hồi nhầm rồi. Ôi trời ơi, what the hell. Sorry anh em nhá. Chơi nhầm rồi. Tất cả chỉ là sự nhầm lẫn anh em nhá. Đây à. Tất cả chỉ là sự nhầm lẫn thôi anh em ạ. Ok chưa. Sai. Mình chả biết là mình đang làm về 999 đào vàng hay là 999 kiếm nữa anh em ạ. Ok. Tất cả nó chỉ là sự nhầm lẫn thôi. Thôi lỡ rồi thì làm luôn anh em. Chứ còn gì nữa, đúng không? Ok chưa. Easy. Ok. Tiếp theo sẽ là skin lava luôn anh em ơi. Cho nó phù hợp với cái tượng đấy, cho nó phù hợp với cái tượng của nó, ok chưa, tượng Valaluva, ok chưa, đã tượng Valaluva rồi thì mình sẽ cho đối vào Magaron, ok, đối đầu với sắc sống, ok chưa, đấm 999 đào vàng bạn ơi, các bạn nghĩ đào vàng có thể đánh nhau sao, no, ngày xưa mình từng mình không hề hạc cơ lõi nhá, ngày xưa có clip đầu tiên ấy là đầu tiên là mình không hề hạc cơ lõi gì hết, mình không hề hạc luôn mà mình vẫn win được như bình thường ấy, chính tỏa quá đẳng cấp quá nào, ok chưa, được rồi thực sự đào vàng rất là phù hợp với cái skin này, bởi vì là nó không cần đánh mà cái skin này phản đam khá khỏe rồi anh em nhá, cái skin này nó là phản đam khá khỏe rồi, ok chưa không cần đánh cái skin, nguyên cái skin này nó phản đam khá khỏe rồi. Đấy. Sao mà đỡ được Excalibur. Ok chưa con ơi. Ok nhuôn mày solo. Trời ơi, ui chết rồi, sắp hết đào vàng anh em ơi. Sắp hết đào vàng rồi. Mình sẽ tăng tốc độ game lên con nhá. Đấy. Chết rồi. Đào vàng như này liếu quá anh em ạ. Đào vàng như này yếu quá, không được. Thế là không được em ơi. Thế là không được, tăng tốc độ đánh lên độ 6 đi. Ok chưa, tăng tốc độ đánh lên 6 đi con ạ. Ok. Mình đã tăng tốc độ đánh lên 6 rồi. Nhưng mà liệu có thắng được không thì mình không biết con ơi. Ok chưa. Mày nhận Excalibur. Được rồi, mình tăng tốc độ đánh lên 6 đi con nhá. Nào, liệu có win đi em ơi. Liệu có win được không? Ok con ơi. Mày nhờn. Đâu rồi, chơi thật nhiều con ơi. Chết rồi. Let's go. Su. Như các bạn có thể thấy ở đấy, đó chính là cực kỳ là EZ luôn. Mình đã vượt qua được
cái đầu tiên đấy. Ok ạ. Đây ạ, con này. Đấy. Ok nhuôn, ok nhuôn. Ok nhuôn đấy. Ok ạ. Mày nhân, mày nhân. Solo kill à, solo kill à. Sao mà đỡ được, sao mà đỡ được. Anh em nhìn này, nhìn mình đánh tượng là tượng nó cháy nhá. Mình đánh tượng là tượng nó cháy này, mình mà điều khiển một con nào đó mình đánh tượng là tượng kiểu gì nó cũng cháy, đúng không? Mình nhớ ngày xưa mình từng đánh cái tượng tượng cháy như phai phai luôn. Ok chưa, ok chưa. Mày nhờn. Uầy 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 uầy. Sao một tượng cái này trâu vậy? What the hell? Tăng tốc độ di chuyển lên. Đấy. Tăng tốc độ di chuyển lên con ơi. Đấy. Chỉ còn cách này thôi. Chỉ còn cách tăng tốc độ di chuyển lên thôi con ạ. Ôi. Nó mạnh quá. Bọn này nó mạnh quá con ơi. Sao bọn này khỏe vậy? Từ khi nào bọn này nó khỏe trâu đấy như thế này chứ? Mình không tin được con ạ. Ôi. What the hell? Tăng lên 20 tốc độ đánh. Ok à. Đây, 20 tốc độ đánh nếu mới đạt được con nhá. Ok chưa, ok chưa. Cực kỳ asset. Ui 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 ui. Ui 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 ui. What the hell? Đâu rồi, mày nhân. Nhân. Ok chưa, ok chưa. Được rồi, con ơi. Ui what? Liệu có win anh em? Liệu có win? Ui, đào nhanh lên sao nào? Đào nhanh lên, đào nhanh lên. Đâu, đào nhanh lên, đào nhanh lên. Đào nhanh lên, đào nhanh lên đi bà. Ôi ôi. Thoát nữa. Ma thề thực sự mệt nghỉ với cái này luôn anh em ạ. Ok chưa? Thế quái nào mình không thắng được luôn. Tiếp theo sẽ là skin ma cà rồng. Với skin ma cà rồng mình tiếp tục dùng tượng vàng thì cho nó đẹp bạn nhá. Ok chưa, ok chưa. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà tượng vàng của chúng ta nó không thể nào mà tượng vàng chúng ta nó không thể nào mới được con ơi. Đấy. Đâu rồi, vào chơi này. Bằng một cái thần kỳ nào đó mà tượng vàng chúng ta mình không thể nào mà sao ta. Đấy. Ok chưa. Với sức mạnh này, ta là chủ nhân mới của sức mạnh này. Đâu rồi. Đây 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 đây. Solo solo con ơi. Bản boss này cũng căng nha. Hey. Muda. Ôi rồi mình hiểu tại sao rồi con ơi. Cái sát thương của nó, cái sát thương của nó bé tí, đánh tốc độ cao thì cũng thế thôi anh em ạ. Ôi rồi ôi, đuối không thể tả. Đuối không thể tả con ơi. Quay. Ok chưa con ơi. Mình sẽ chờ với team bạn đó chính là Kai Rider đây. 10 con Kai Rider sẽ thế nào con ơi, liệu có win? Liệu chúng ta có win được 10 con Kai Rider không? Phải thử mới biết được. Nhìn đây. Ok chưa, ok chưa. Được rồi con ơi. Ok. Tưng. Ok chưa có ăn. Ok chưa. Được rồi nào. Với 10 Kai Rider thì liệu chúng ta có win? Liệu chúng ta có win? Chưa chắc đã win đâu. Chưa chắc đã win đâu. Chơi này anh em ơi. Với một số lượng rất đông luôn anh em nhá. Nhưng mà đấy với một số lượng rất đông. Đấy. Nhưng mà đấy số lượng cực kỳ đông luôn. Đấy. Được rồi. EZ ngay. Quá là EZ luôn mà nó. Quay. Sao mà bọn kia nó khỏe vậy? Bằng một cách thần kỳ nào đó mà đào vàng nó yếu kinh khủng anh em ạ. Đúng là chỉ để đào vàng thôi. Đối với bọn zombie này không có cửa luôn anh em nhá. Chỉ ta. Chắc chắn là sẽ thắng con ơi. Quán em mình không win được nữa thì đúng chịu luôn anh em ạ. Với tốc độ max level mà không thắng được thì mình không biết thế nào mà có thể win được luôn con ơi. Đây là tốc độ max level các bạn nhá. Bây giờ không win được à. Ôi chịu con ơi. Chịu thôi không thể nào mà làm được con ơi nhá. Không quá đâu đấy. Ok chưa. Sao ở đây chúng ta chơi ván cuối này. Đây chúng ta sẽ có đó chính là một con mang tên là Last Service. Ok chưa. Last Service cấp độ 2 đấy. Ok chưa. Summon 4 player. Đây đúng rồi.
Ta chính là đội quân, chính là trưởng nhóm. Ok, quân ơi, hôm nay mình dẫn dắt binh đoàn đào vàng này đi xử lý hết bọn này quá nhá. Cho chúng biết thế nào mới là duy ngã độc tôn. À, solo à? Úi ôi, úi ôi. Chú thấy cái gì chưa? Solo kill à? Solo kill à? Ok, ok. Dắt 500 anh em đào vàng lên, càn quét bọn này anh em ơi, lên. Lên. Hay, bút bắn, bách đo à? Hay, bách đo, bách đo, quân ơi. Bách đo, bách đo, bách đo, bách đo. What the hell? Ok chưa, ok chưa. Như vậy là chúng ta sẽ có đây. Oh no, uầy. Gian boss nó gọi đệ tử ra xúc bọt kìa quân ơi. Hồi máu, hồi máu, hồi máu ngay. Hồi máu ngay. Ma, hồi máu ngay, nó hút bắn kìa. Nó hút bắn kìa anh em ơi. Chạy ngay, ma, con này chơi mà chơi như thế. Chơi như thế là hay à. Ok chưa, ok chưa, được rồi quân ơi. Không sao, không sao. Con này đi với nhau ngay. Ok à. Công lên anh em ơi. Liệu có win được final boss không đây? Tiêu diệt Final Boss. What the hell? Ok con ơi. Ui, I work engine for the order empire. Ok chưa. Từng. Ok. Just end now. Boom. Từng. Ok chưa. Từng. Quá lấy EZ luôn con ơi. Quá lấy EZ luôn. Sao mà đỡ được. Úi giời ơi. U là trời. Ok chưa. Ok con ơi, nhưng thôi chắc clip mình thì các bạn hãy để like ký nhá. Thôi tạm biệt các bạn. Bye bye.